chúng ta đã được chứng kiến sự trường tồn mãnh liệt của những lão tướng gạo cội năm vừa qua, là Olivier Giroud chơi xuất thần ở tuyển Pháp, là Modric với những bước chạy không ngừng nghỉ, là Messi với phiên bản hoàn hảo và cá tính nhất, là những con người không còn gì để mất. Nhiều người tự đặt ra câu hỏi rằng những lão tướng như thế sẽ còn chơi bóng đến khi nào, một khi trái bóng chưa rời khỏi đôi chân, họ sẽ chưa dừng lại. Và Thiago Silva, anh cũng vậy. Và anh vẫn chưa dừng lại, bất chấp bị Paris Saint-Germain đẩy đi vào năm 2020. Thiago Silva vẫn chưa thể dừng lại, bằng chứng chính là việc anh sắp gia hạn hợp đồng với The Blue. Bị các nhà lãnh đạo Paris đẩy đi để nhường chỗ cho những cầu thủ khác, và giờ đây ở tuổi 38 sẽ còn lâu nữa, Thiago Silva mới dừng sự nghiệp quần đùi áo số của mình. Bằng chứng là cựu đội trưởng của Paris Saint-Germain gia hạn thêm một mùa giải với Chelsea đến năm 2024. Vài ngày trước, Thiago Silva xác nhận rằng các cuộc thảo luận đang được tiến hành để gia hạn hợp đồng mới của mình. Tôi biết câu lạc bộ cần tôi ngay bây giờ. Tôi ở đây để có thể tiếp tục giúp đỡ đội bóng. Chúng tôi đang có những cầu thủ trẻ. Tôi biết rằng với kinh nghiệm của mình, tôi có thể giúp đỡ trong quá trình xây dựng lại câu lạc bộ. Tôi ở đây vì điều đó, sẵn sàng làm điều đó. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu rằng trách nhiệm của mình là rất lớn. Kể từ đầu mùa, Thiago Silva đã thi đấu không thể tuyệt vời hơn. Anh đá chính 18 trong số 21 trận ở Premier League và 4 trong số 6 trận ở Champions League. Điều đó là một điều cực kỳ to lớn trong đội hình chắp vá với nhiều chấn thương của Chelsea. Cùng với vị trí của anh, những cái tên khác như Kalidou Koulibaly, Benoît Badiazile và Wesley Fofana đã được chiêu mộ với những bản hợp đồng đáng chú ý. Nhưng lão tướng người Brazil vẫn là lựa chọn số 1 ở hàng thủ của The Blue. Anh đã luôn được huấn luyện viên Thomas Tuchel chọn lựa. Và cũng tiếp tục được tin tưởng bởi người kế nhiệm của Tuchel, huấn luyện viên Graham Potter. Với những cơn bão hiện đang làm rung chuyển đội bóng, làm cho Chelsea ngụp lặn ở vị trí thứ 9, cựu cầu thủ Milan là một trong số ít người thoát khỏi sự chỉ trích. Và cũng cần phải nhớ rằng Silva cũng cùng với Brazil thi đấu ở World Cup. Các số liệu thống kê cho thấy tất cả, và mặc dù nhiều người đã quen với màn trình diễn phòng ngự sắc sảo của Thiago Silva, nhưng anh vẫn xứng đáng được ghi nhận khi thực hiện những thay đổi như thế này, đặc biệt là khi anh đã gần 40 tuổi. Nói không ngoa, giữa một tập thể đầy sa sút của Chelsea, Silva đang là người chơi ổn định nhất so với những ngôi sao như Mount, Kai Havertz đang chơi rất sa sút mùa giải này. Silva là người hiếm hoi chơi ổn định và là chốt chặn quan trọng của hàng phòng ngự Chelsea. Anh giữ vững tinh thần của một lão tướng, luôn bình tĩnh và ổn định trước mọi sóng gió. Thống kê cho thấy kể từ đầu mùa đến giờ, Silva chưa từng mắc lỗi dẫn đến bàn thắng trực tiếp cho Chelsea. Silva cũng giành chiến thắng trong 60% số pha tác bóng, cùng với 28 tình huống đánh chặn thành công. Chưa hết, Thiago Silva chỉ mới nhận duy nhất một thẻ vàng từ đầu mùa giải. Anh được trang Footmost chấm điểm trung bình từ đầu mùa lên tới 7,31 điểm, chỉ sau thủ thành Kepa. Ở Brazil, vai trò của Silva cũng được đánh giá rất cao. Silva vẫn thi đấu xuất sắc ở tuổi 38. Ban huấn luyện Brazil ngạc nhiên về thể chất và tốc độ của trung vệ Chelsea. Ngoài ra, khả năng đọc trận đấu của Silva vẫn rất ấn tượng. Năm 2021, cựu cầu thủ của Chelsea là John Terry đã dùng từ huyền thoại để miêu tả về đẳng cấp của Thiago Silva, và John Terry cũng ước được một lần thi đấu cùng Thiago Silva thì vui biết mấy. Một trong những chỉ dấu chứng minh tài năng xuất chúng của Thiago Silva là việc anh trụ vững tại Chelsea qua 3 đời huấn luyện viên kể từ khi gia nhập The Blue vào mùa hè 2020. Trung vệ người Brazil đã phải làm việc cùng Frank Lampard, Thomas Tuchel và Graham Potter, bất chấp phong cách triết lý khác biệt của các huấn luyện viên này. Silva luôn là lựa chọn hàng đầu hàng thủ. Silva chưa phải cầu thủ già nhất từng ra sân ở Premier League, nhưng anh chắc chắn là trụ cột nhiều tuổi nhất trong lịch sử giải đấu này. Hơn hết, Silva cũng là người đóng góp nhiều nhất cho đội. Huyền thoại của Chelsea Frank Lampard nhấn mạnh rằng đội bóng cũ của ông hiện tại đang thiếu đi một nhà lãnh đạo trẻ, và Lampard cho biết Thiago Silva chắc chắn là một thủ lĩnh đối với tôi, không nhất thiết bởi tính cách của cậu ấy mà là cách cậu ấy thi đấu với tư cách của một thủ lĩnh về kỹ thuật. Cậu ấy chỉ đường cho những người trẻ tuổi, còn lại tôi không thấy nhiều người có khả năng thủ lĩnh trong đội hình của họ. Huyền thoại của Chelsea đã nói trên CNN Talk Chelsea, Silva đã 38 tuổi nhưng anh chưa từng ngừng suy nghĩ sẽ tiếp tục đóng góp cho Chelsea. Bằng chứng là việc Silva vẫn sẵn sàng dìu dắt cầu thủ trẻ. Anh nhận thức được họ cần những người thầy giỏi để dìu dắt, bởi không họ sẽ bị ép chín quá sớm và Chelsea sẽ tiếp tục lại rơi vào vòng quay mua trung vệ sớm muộn thôi. Thiago Silva còn nổi tiếng biết đến là một cầu thủ luôn chuyên nghiệp với chính mình và đội bóng. Thiago Silva đã nói với các đồng đội mới của mình rằng họ phải nỗ lực hết mình nếu muốn Chelsea kết thúc mùa giải theo cách tốt nhất có thể. Nên nhớ rằng khi Chelsea gặp khó khăn bởi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, Silva không hề có bất kỳ một lời bình luận nào. Anh cũng luôn tập trung vào chuyên môn thay vì sa đà vào những cuộc bàn tán ồn ào trên mạng xã hội. Cầu thủ Chelsea luôn đi tập đúng giờ và hội quân đúng ngày sau khi trở về từ World Cup cùng Brazil.
Thậm chí để duy trì thêm thời gian thi đấu đỉnh cao, trung vệ người Brazil còn đầu tư một buồng oxy công nghệ cao để giúp anh hỗ trợ trong việc hồi phục chấn thương. Ngoài ra, công nghệ này còn giúp tuyển thủ Brazil đảm bảo lượng oxy trong máu giúp vận động bền bỉ hơn, qua đó kéo dài thời gian thi đấu. Silva kỳ vọng anh có thể thi đấu chuyên nghiệp đến năm 40 tuổi và chưa hề muốn dừng lại. Alex, cựu cầu thủ của Paris Saint-Germain, đồng đội cũ của Silva ở Pháp cũng đề cao sự chuyên nghiệp hàng đầu của tuyển thủ Brazil. Đối với Alex, Thiago Silva là một cầu thủ có tài năng xuất chúng. Alex chia sẻ, cộng sự phòng thủ tốt nhất của mình chính là Thiago Silva. Alex nói, anh ấy là cầu thủ chuyên nghiệp nhất mà tôi từng gặp. Vấn đề của anh ấy là anh ấy không thích thua cuộc. Sau một thất bại, Silva thường trầm tư trong im lặng. Đôi khi chúng tôi cùng nhau lái xe về nhà, từ Parc des Princes và anh ấy không nói một lời nào. Điều đó thật nhàm chán nhưng đó cũng là lý do tại sao anh ấy luôn đứng đầu, anh ấy cạnh tranh và siêu chuyên nghiệp. Ở nhà anh ấy massage, phục hồi, tập luyện cơ bắp, anh ấy là một tấm gương cho tất cả chúng ta. Tôi không hiểu tại sao Paris Saint-Germain không giữ anh ấy. Đó là một sai lầm lớn. Không có sự lựa chọn để thay thế Silva, anh là độc nhất vô nhị ở Chelsea. Anh cũng không phải dự phòng cho bất kỳ ai. Silva là người chơi hay nhất ở hàng thủ của Chelsea hiện tại. Anh là thủ lĩnh hàng đầu và nếu thiếu Silva, có lẽ Chelsea sẽ còn khổ sở hơn hiện tại rất nhiều. Hàng công của Chelsea thi đấu kém hiệu quả và nếu hàng thủ còn không thể hiện tốt, chúng ta chẳng tưởng tượng nổi liệu Chelsea đang ở đâu trên bảng xếp hạng. Badiazile Fofana vẫn còn quá non nớt để lĩnh sướng hàng thủ Chelsea. Và vì thế, người hâm mộ The Blue hiểu họ cần Silva đến thế nào. Hơn nữa, với sự xuất hiện của Badiazile, chúng ta đang được chứng kiến một cặp đôi già trẻ thi đấu khá ăn ý, bất chấp những màn trình diễn kém cỏi của Chelsea mùa này. Họ đã giữ sạch lưới tại một trong những sân đấu khó chơi nhất ở Premier League, là sự kết hợp hoàn hảo giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Silva và Badiazile đã tạo ra sự thay đổi lớn ở hàng thủ. Họ thể hiện khả năng chọn vị trí tốt, khả năng chuyền bóng và nhận thức phòng thủ tuyệt vời để đối phó với bất cứ điều gì Liverpool có thể hướng về khung thành của họ. Có lẽ ban lãnh đạo Chelsea, những cộng sự của Todd Boehly cũng không mất quá nhiều thời gian để đưa ra quyết định này. Chelsea hiểu sự ổn định và những đóng góp to lớn của Silva. Họ sẽ không đánh mất Silva bằng bất kỳ cái giá nào và nếu họ để anh rời đi, cái giá phải trả sẽ thật to lớn như cách mà Paris Saint-Germain đã phải chịu. Trong vòng 10 năm, Thiago Silva đã đi một hành trình khó tin từ Milan, Paris Saint-Germain cho đến Chelsea. Là một cầu thủ đến từ Nam Mỹ, khu vực vốn nổi tiếng với các ngôi sao tàn nghiệp sớm vì lối sống không lành mạnh, Silva vẫn luôn duy trì một chặng đường ổn định cho chính mình và chưa từng muốn dừng lại. Chelsea vẫn luôn chứng tỏ họ là một đội bóng có duyên với các hậu vệ. Stamford Bridge là nơi để cho các trung vệ tỏa sáng, bất chấp hoàn cảnh và tuổi tác. Với sự chuyên nghiệp hiếm thấy và nghệ thuật phòng ngự vốn có, Silva hứa hẹn sẽ còn gắn bó với Chelsea thêm một vài năm nữa. Chelsea cần phải ổn định càng sớm càng tốt vì không còn thời gian nữa. Ngoại hạng Anh đang bước vào thời điểm quan trọng nhất, Champions League cũng sắp trở lại. Chúng tôi cần phải một trạng thái tốt nhất. Con đường của Chelsea sẽ chẳng bao giờ dừng lại, bất kể khó khăn. Và trên con đường ấy, Silva cũng sẽ cùng đi lên với Chelsea, giúp Chelsea trở lại vị thế của một đội bóng danh giá hàng đầu nước Anh.